Sự thật về An Cung Ngưu có thực sự phòng chống được đột quỵ hay không? Nghe lời mách bảo truyền miệng nhau thì rất nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có người cao tuổi, rất hay mua các loại An Cung Ngưu hoàng hoàn có nguồn gốc từ các nước Á Đông để phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế thì điều này lại rất nguy hiểm và nó hoàn toàn không có tác dụng phòng chống đột quỵ mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng nếu dùng sai cách. Trong chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mới đây, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Duy Đông, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp trả lời về vấn đề này, cụ thể như sau. Thưa bác sĩ, là cũng có một thính giả thì cũng có vừa nhắn hỏi rằng là có một cái loại thuốc mà tôi thường hay nghe đến là An Cung Ngưu và được mọi người truyền tai nhau rằng là đó cũng là một cái loại thuốc mà có thể chống đột quỵ được ngay khi có dấu hiệu thì có thể uống thì có thể đỡ được, thì liệu có phải hay không ạ? Trong cái An Cung Ngưu ấy thì hiện nay mọi người rất hay truyền tai nhau uống, nhưng mà đặc biệt là mọi người chú ý trong cái thành phần của An Cung Ngưu ấy, nó có những cái chất mà có thể gây chảy máu, đó là đặc biệt là những cái trong trường hợp đột quỵ mà bị xuất huyết não thì sẽ là cấp xuất huyết não cấp và sẽ chống chỉ định và không nên dùng. Đấy, mọi người chú ý đấy. Thì khi mà muốn khi mà dùng bất kỳ một thuốc gì thì nên có sự tư vấn cụ thể của từng người bệnh và từng mặt bệnh và từng người bệnh thì của bác sĩ thì nó sẽ tốt hơn và an toàn hơn. Rõ ràng là với mắt thường và với ví dụ như là những người thân và người nhà thì cũng không thể nào mà biết được rằng là bệnh nhân của mình, người bệnh của mình thì đang ở trong cái thể nào, bị xuất huyết hay là bị thiếu máu. Vì bác sĩ vừa thông tin như vậy thì nếu như mà chúng ta mà cứ tự tiện mà dùng thuốc thì có khả năng còn gây ra những cái sự nguy hiểm còn lớn hơn rất là nhiều. Đồng thời, theo các trích dẫn ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam cũng cho biết An Cung Ngưu hoàng hoàn không có tác dụng phòng chống đột quỵ. Ông cảnh báo tuyệt đối không được tự ý uống An Cung Ngưu hoàng hoàn để dự phòng đột quỵ. Trong thực tiễn điều trị, rất nhiều ca cấp cứu bị nhiễm độc thạch tín, thủy ngân sau khi dùng An Cung Ngưu hoàng hoàn. Tại Trung Quốc, nơi được coi là quê hương của An Cung Ngưu hoàng hoàn, cũng không dùng loại thuốc này để phòng ngừa đột quỵ. Bởi vậy, để tránh tai biến do thuốc, người bệnh không tự ý sử dụng và phải sử dụng đúng liều lượng, đúng cách theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ sử dụng sau khi đã xác định rõ được tình trạng đột quỵ không chảy máu não. Không nghe theo quảng cáo bán thuốc từ những người không có chuyên môn trực tiếp hoặc mạng xã hội online. Mua An Cung Ngưu hoàng hoàn uống dự phòng tai biến chỉ rước họa vào thân. Vậy thì dùng cách nào để đề phòng đột quỵ tái phát? Sau đây là những tư vấn của bác sĩ về những phương thuốc không mất tiền mua mà lại hiệu quả, an toàn, tác dụng cao. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chương trình sau đây. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên để quý vị thính giả có thể phòng tránh được đột quỵ nói chung và đột quỵ tái phát nói riêng ạ? Vâng, để phòng tránh đột quỵ tái phát thì theo quan điểm đó là phòng ngừa luôn tốt hơn là chữa trị. Và để giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ tái phát thì dưới đây một số lưu ý quan trọng mà bạn không thể không nên bỏ qua. Đó, thứ nhất là kiểm soát huyết áp cao thì là một những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ. Do đó, với những người mà từng bị đột quỵ thì nên thường xuyên kiểm tra huyết áp và duy trì huyết áp ổn định theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Cái thứ hai là kiểm soát đường máu, như là điều chỉnh chế độ ăn và dùng thuốc theo đúng chỉ định để giữ đường huyết ổn định. Cái thứ ba là giảm cái mỡ máu cholesterol, thay đổi cái chế độ ăn uống, hạn chế ăn các loại đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán, thực phẩm giàu chất béo và cholesterol để giữ cholesterol trong máu ở mức an toàn thì sẽ giúp bạn có thể phòng ngừa tái phát các tai biến mạch máu não. Cái tiếp theo là phải ngừng hút thuốc, những người hút thuốc phải nên bỏ thuốc. Hút thuốc thì là một cái yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến đột quỵ tái phát. Vì thế để phòng ngừa thì nên tránh và ngừng hút thuốc và tránh tiếp xúc với khói thuốc. Và cái tiếp theo là tập thể dục đều đặn, vận động thì giúp cho cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ đột quỵ. Bạn có thể đi bộ nhẹ nhàng, tập yoga rồi bơi lội để vân vân và để phòng ngừa cái đột quỵ tái phát. Và cái tiếp theo là phải kiểm soát cân nặng, để giữ cân nặng nó ổn định và tránh tăng cân quá nhanh cũng là một cái yếu tố giúp bạn hạn chế nguy cơ bị đột quỵ nhiều lần. Và cái tiếp theo là phải uống thuốc đều đặn, tuân thủ các chỉ dẫn về cái việc dùng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có bất kỳ vấn đề gì về điều chỉnh điều trị, chính là cách giúp cho bạn dự phòng đột quỵ tái phát. Và tiếp theo mình phải xây dựng một cái chế độ
dinh dưỡng khoa học, nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả, hạn chế các loại thực phẩm nhiều muối, đặc biệt là nên tránh rượu bia, chất kích thích và thực phẩm giàu chất béo, các đồ ngọt, chủ động và tiếp theo là phải chủ động thăm khám tầm soát. Ví dụ như người từng bị đột quỵ rồi thì vẫn có thể thăm khám tầm soát để bác sĩ kiểm tra cái yếu tố nguy cơ gây đột quỵ tái phát và hướng dẫn cách phòng ngừa cho hợp lý, và không nên chủ quan từng bị đột quỵ sẽ không bị lại, mà cần phải hiểu rằng nguy cơ bị đột quỵ tái phát sẽ cao hơn, nên việc thăm khám và tầm soát định kỳ là vô cùng quan trọng. Vâng, và chú ý đấy. Vâng, đấy quý vị cũng vừa có nghe bác sĩ Đông khuyến cáo rất là nhấn mạnh cái điều đấy là các bạn đừng có nghĩ rằng là mình đã từng bị đột quỵ rồi thì sẽ không bị nữa, mà ngược lại là đã từng bị đột quỵ rồi thì cái nguy cơ tái phát thì rất là cao, cho nên là chúng ta cần có những cái biện pháp tầm soát, và đặc biệt là những cái vấn đề về lối sống có lẽ là cũng không phải quá khó để có thể thực hiện được với những cái lời tư vấn như vừa rồi bác sĩ Ngô Duy Đông đã đưa ra. Cách xử lý thông minh khi có người bị đột quỵ tại nhà. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nhưng vì do đến bệnh viện muộn và cách sơ cứu đột quỵ tại nhà sai mà không thể giữ được tính mạng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu bị đột quỵ thì cần phải nằm yên một chỗ và không đưa đi ngay. Tuy nhiên, nhận thức này hoàn toàn không đúng, có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Tiếp theo là phần tư vấn của bác sĩ về cách xử lý thông minh khi có người bị đột quỵ tại nhà. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà phát hiện dấu hiệu của đột quỵ não thì cách sơ cứu đầu tiên là như thế nào? Người nhà bệnh nhân thì nên làm gì để đảm bảo được an toàn ạ? Vâng, cái sơ cứu cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và thứ nhất là phải để cái vị trí người bệnh mà hôn mê để vị trí nghiêng an toàn. Tránh nhất là sặc và không được đưa bất kỳ cái gì đồ ăn, đồ uống gì vào miệng. Vì lúc đấy khi mà có dấu hiệu đột quỵ thì nguy cơ sẽ bị sặc rất là cao và làm nặng thêm tình trạng của bệnh. Và khi mà để vị trí nghiêng an toàn rồi và kiểm soát cái huyết áp và gọi ngay cấp cứu và đưa càng nhanh càng tốt đến cơ sở y tế. Chứ mình không nên làm bất kỳ cái điều gì. Như vậy thì bác sĩ cũng đã vừa đưa ra khuyến cáo cho quý vị các bạn đó là hãy nhanh chóng đưa người bệnh đến với các cơ sở y tế chứ đừng nên làm bất cứ điều gì ạ. Người bệnh được cấp cứu đột quỵ trong thời gian vàng bằng những phương pháp phù hợp sẽ làm tăng nguy cơ sống và phục hồi, giảm thiểu các di chứng sau đột quỵ. Dạ vâng, bác sĩ thì còn nhắc đến cái thời gian vàng, vậy thì cái giờ vàng để có thể cấp cứu và có khả năng hồi phục tốt nhất cho bệnh nhân bị đột quỵ đó là cái khoảng thời gian nào ạ? Thì nghĩa là người bệnh đột quỵ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt thì thời gian có thể là trước 4 tiếng rưỡi là tốt nhất. Thì để cho bác sĩ có thể cân nhắc cái vấn đề điều trị cho từng bệnh nhân một. Cùng với đó còn rất nhiều vấn đề liên quan đến đột quỵ và đột quỵ tái phát. Mời quý vị tiếp tục theo dõi video sau đây. Thưa bác sĩ, là cô tỉnh ở thành phố Hưng Yên thì có hỏi rằng là tôi đọc ở trên báo thì thấy rằng là mãn kinh sớm có liên quan tới bệnh tim và đột quỵ. Như vậy thì có đúng không thưa bác sĩ? Cái này thì cũng mãn kinh sớm thì cũng, có liệu có liên quan hay không thì cũng chưa thấy có cái nghiên cứu hay cái nó cũng chưa có một cái gọi là cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến đột quỵ cả. Nó là một cái yếu tố nguy cơ đột quỵ cả. Vậy là cô tỉnh cũng có thể yên tâm một phần rằng là mãn kinh sớm thì chưa có một cái tài liệu nào mà có đưa thông tin rằng có liên quan tới nguy cơ đột quỵ cả. Vâng, thưa bác sĩ, là có một cái câu hỏi được thính giả gửi đến đó là nhiều người thì truyền tai nhau rằng là có những cái loại thuốc chống đột quỵ, vậy thì thực hư tác dụng của các loại thuốc này như thế nào và có nên sử dụng hay không ạ? Vâng, thứ nhất là chia sẻ với các bạn là không có loại thuốc nào là chống đột quỵ cả. Và loại thuốc, những cái thuốc và những cái phương pháp vừa tôi nói vừa rồi ấy, đấy là cái hữu hiệu nhất để phòng chống đột quỵ. Chứ không có bất kỳ một loại thuốc nào để có thể phòng chống đột quỵ cả. Vì vậy quý vị hãy lưu ý lại với những cái khuyến cáo, đặc biệt là với những cái khuyến cáo về lối sống như là bác sĩ Ngô Duy Đông đã vừa đưa ra ở phần trước của chương trình. Đó mới là những cái phương pháp, những cái liều thuốc mà có lẽ là không mất tiền mua và không bị tác dụng phụ mà lại có yếu tố để có thể chống được, hạn chế được cái khả năng tái phát của đột quỵ một cách tốt nhất đi ạ. Vâng, thưa bác sĩ, là khi có một câu hỏi tiếp theo của thính giả có gửi đến là khi trúng gió thì người ta từng hay cạo gió nhưng lại có thể gây nguy hiểm nếu như người bệnh bị tai biến đột quỵ vì triệu chứng thì lại hơi giống nhau. Vậy xin hỏi bác sĩ cách phân biệt triệu chứng của trúng gió và đột quỵ ạ? Vâng, cái
Về dân gian thì nhà hay có cái câu trúng gió. Dạ. Như là bệnh nhân có thể choáng ngất, những cái dấu hiệu này là những cái dấu hiệu có thể lẫn với cái đột quỵ. Dạ. Thì chúng ta tốt nhất là không nên làm cái điều gì cả mà lên đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Dạ. Để bác sĩ thăm khám cụ thể hơn ạ. Vâng. À, cho nên là quý vị hãy nhớ rằng là khi mà có những cái dấu hiệu bất thường, những cái triệu chứng bất thường thì chúng ta nên đưa ngay người bệnh đến với cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và đưa ra hướng xử lý. À, và như bác sĩ Ngô Duy Đông cũng có nói ở phần đầu chương trình, đấy là có những cái giờ vàng để mà chúng ta có thể cấp cứu được bệnh nhân và có thể giúp bệnh nhân hồi phục được tốt nhất trong một cái khoảng thời gian đấy, càng sớm càng tốt, có thể là dưới 4,5 tiếng ạ. Vâng. Và có những cái phương pháp mà chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong cái khoảng thời gian đó ạ. Chúng tôi muốn nhắc lại quý vị và các bạn một số điều để chúng ta có thể ngăn ngừa được đột quỵ tái phát. Đó là chúng ta sẽ tuân thủ việc điều trị này, kiểm soát huyết áp này, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol trong máu và kiểm soát đường máu, cũng như là với tăng cường những cái lối sống lành mạnh giống như là tư vấn của bác sĩ Ngô Duy Đông đã vừa đưa ra trong phần trước của chương trình.